À, mình xin chào mọi người nhé. Buổi sáng chúc mọi người những điều tốt lành nhất nhé. Thì buổi sáng hôm nay mình chia sẻ cái cách cơm chiên trứng gà dưa chua và hành hành đây, để khi mình xong mình thái vào nhé, để mình cho đi chiên này. Nói đầu tiên là mình bật bếp xong mình để xanh lên này. Xanh lên mình cho ít dầu ăn. Cũng như chiên đậu hoặc chiên mọi thứ thì mình vẫn làm sao để cho cái dầu này nó sôi nóng hết này. Nó sôi nóng hết thì mình mới cho cơm vào nhé. Dầu nó đã sôi rồi thì mình mới cho cơm vào này. Mình cho cơm vào mình chiên. Đấy, sôi nóng rồi thì nó không dính màu xanh. Mình chiên cơm thì mình dằm cho cơm nó dày hạt ra. Rời hết hạt ra mà không quấn cục thì mình chiên làm sao cho nó vàng, chiên làm sao cho nó vàng xong thì mình mới cho trứng vào nhé. Làm cho nó phải quấn quấn mặt vào nhau. Đấy, buổi sáng mình làm này cho gia đình ăn rất thơm và rất ngon. Trứng gà thì mình đập sẵn để tí cơm nó vàng. Xong thì mình đi cho trứng gà vào nhé. Mình làm lấy 5 quả. Đấy. Ui giời. Trứng gà ta nhà mình nó đẻ đấy mà nó của nhà nó vàng ươm thế. Đấy. Sau khi mình đập trứng xong là mình khuấy cho nó đều cái lòng trắng với lòng đỏ nó hòa vào nhau nhé. Xong thì cơm vàng thì mình cho nó vào. Cơm đã vàng vàng rồi đây này thì mình cho trứng vào nhé. Mình cho trứng. Đấy, trứng gà ta thơm ngon tuyệt vời luôn. Đấy, cái dầu nó sôi ra nó cũng không không dính xanh ấy. Sau khi cho trứng vào rồi mình cho thêm tí cái bột canh để cho nó vừa. Đấy, cho tí bột canh. Cho tí bột ngọt nữa cho nó vừa luôn. Mà với trứng nó chín và thơm ở đây thì mình cho dưa vào nhé. Đấy, cho dưa chua. Đấy.
dưa chua vào nó thơm ngon lắm, mà ăn nó không chán. Nghĩa là những người nào mà đang mệt ấy, đang cảm thấy mà không muốn ăn cơm ấy, thì mình chiên cái cơm chiên này lẫn trứng và dưa nó rất dễ ăn nhá. Vàng vàng thơm ngon rồi đấy. Cơm và dưa đã chín hòa quyện vào nhau mà cảm thấy gần được rồi đây này, thì mình cho tí hành vào nhá. Mình cho rắc hành thơm á, hành lá thơm mà. Đấy, rất ngon. Những người mà mệt mỏi, người mà không muốn ăn cơm á, làm mình chiên cơm này ăn nó dễ ăn mà không chán nhé. Đây đấy, ngon tuyệt vời này. Đấy, mình đảo làm sao để cho cái hành nó chín nốt là mình đem đi ăn được. Đấy, dưa chua, trứng gà này mình cho 5 quả cho gia đình nhà mình 3 4 người ăn. Đấy, thơm, vừa thơm của mùi dưa chua, vừa cái trứng gà ta đấy nó thơm ngon đấy. Cái hành nó cũng đã chín rồi nhá, thì để mình đem ra để ăn nhá. Chúc các bạn những điều tốt lành nhất và trong cái cách chiên cơm của mình, hay là phụ nữ thì chiên cho chồng con gia đình ăn nhá. Đấy, cơm chiên mình đã xong nóng hổi này, mình cho ra đĩa này, thơm ngon, bốc hơi thơm ngon. Tôi nói chào mọi người nhé, cơm chiên của mình đã xong để mình cho ra để ăn nhé. Cảm ơn mọi người đã xem nhé.